trước thì em Lê Hương có quay qua một video ngắn chỉ hơn 1 phút thôi mà được khách hàng quan tâm rất là nhiều về chiếc xe Honda Civic của em Hương. Thì hôm nay em Hương sẽ quay chi tiết nhé. Một siêu phẩm Honda Civic đời 2007, đây có thể nói là một trong những cái dòng xe mà đẳng cấp luôn. Các bác đã từng đi hoặc đã từng trải nghiệm về chiếc xe Honda Civic thì có thể biết rằng máy số, hình thức, chất lượng của chiếc xe này cực kỳ an toàn và đảm bảo luôn. Một chiếc xe Honda Civic với lớp sơn màu xanh đẹp, có phanh đầy đủ ABS chống bó cứng cho em nhé. Màn hình giải trí đầy đủ hết rồi, tối khí an toàn. Nhưng chiếc xe này của em Hương là đời 2007, số tự động đẹp. Đời 2007 và số tự động đẹp, em Hương đang chào bán với giá là 255 triệu. Khi mà em Hương đọc về đời thì các bác có thể hơi lăn tăn là sao cái đời này sao nó lại giá nó cao như vậy mà đời lại sâu như vậy. Nhưng các bác ơi, các bác phải tin tưởng một điều rằng đời sâu thì chúng em phải làm sao khi mà khi mua xe về em phải kiểm tra thật kỹ. Đã là đời 2017 rồi, 2007 rồi thì em phải làm máy số phải cực ngon mới làm các bác nhé. Civic 2007 giá chào bán 255 triệu. Giá trên thì em sẽ bao rút hồ sơ, nếu như bác nào gần em sẽ bao luôn cả ship cho mình lên các bác ơi. Động lực để các bác có thể sở hữu một chiếc xe siêu phẩm Honda Civic đời 2007. Động cơ trang bị 1.8 và số tự động đẹp đây. Đèn là đèn đa halogen, kết hợp đèn phá xương này bên ngoài đây, đặc trưng của một chiếc xe Honda. Biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng, số tự động đẹp, xi nhan tích hợp ở trên hông các bác nhé. Quay chi tiết cận cảnh cho mình này, la răng này, hệ thống phanh này. 2007 nói không với mục mọt, nói không với tai nạn đâm xô và ngập nước. Tư nhân chính chủ Hải Dương, bác này đã để lại cho em Hương một chiếc xe quá là đẹp luôn. Gương kính cũng cam kết liền đời theo xe luôn. Xe đời 2007 thì em cũng cam kết xe gương kính liền đời theo xe luôn. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Riêng cái phần này của Civic nó là bằng da cao cấp luôn, bằng da mềm cao cấp luôn các bác nhé. Đây, cột kèo keo chỉ em cũng quay chi tiết cho mình. Đời 2007 thì không thể tránh được việc xước sát hay là một chút gì đấy nè, là xước sát mà hơi cũ một tí. Nhưng các bác ơi, các bác nhìn này, nội thất của em 2007 ăn đứt những dòng xe khác luôn. Túi khí an toàn, điều hòa mát lạnh, điều hòa nóng lạnh này, sấy sưởi kính này, màn hình giải trí này, củ số phanh tay cực kỳ sắc nét. Đến ghế da của em nó cũng còn đẹp luôn. Móc khóa này, 2007 255 triệu, bao hồ sơ và bao luôn ship cho mình để các bác có động lực mua xe. Bên em Lê Hương ô tô Hải Dương các bác nhé. Hàng ghế thứ hai này cũng cực kỳ rộng rãi luôn. Thảm phía dưới cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Bác nào đến xem xe trực tiếp để cả trải nghiệm cảm nhận chất lượng xe thì các bác đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để xem xe nhé. Còn đây sẽ là video chi tiết để giải hết thắc mắc của mình vì chiếc xe Civic em mới đăng lên thôi mà các bác quan tâm nhiều quá này. Móc khóa này, keo chỉ, cột kèo còn nguyên cho em nhé. Xe 2007 mà giữ được form dáng như thế này là rất là chất rồi các bác ạ, thật sự là rất là chất rồi. Nước sơn màu xanh đẹp, Honda Civic 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ. Đèn hậu phía sau thiết kế cũng cực kỳ to bản, chia làm hai ô và đến phần nắp cốp thì hơi cắt ra một chút như thế kia nhá. Honda Civic đây các bác này, khoang hành lý phía bên trong đây cực kỳ rộng rãi cho em. Bản sedan hai đầu thiết kế này, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn nguyên. Đây, lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên, thảm bệ gọn gàng sạch sẽ rồi. Nói chung là các bác nào thật sự thiện chí thì có đến xem xe trực tiếp để xem được chất lượng xe như thế nào các bác nhé. Còn qua video thì em Hương cũng cố gắng làm sao mà quay chi tiết nhất có thể này, quay chi tiết nhất có thể để các bác có thể ngắm xe. Đấy, Honda Civic của em đây ạ. Nước sơn màu xanh đẹp, la răng 5 chấu này, lốp lắp thì dày dặn. Lốp lắp này, Yokohama, lốp của Nhật rồi các bác ạ, xịn sò luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. 2007 mới giữ được form dáng chất như thế này là quá đẳng cấp rồi. Vô lăng thì được thiết kế 3 chấu túi khí an toàn đầy đủ cho em các bác này. Túi khí an toàn này trên ba vô lăng này cũng như là trên ma ghế bác tài nhé. Đầu đài đây đầy đủ luôn cho em, nhìn rất là dễ luôn. Từng con ốc bé này em cũng quay cho mình. 2007 máy số cực kỳ chất luôn. Đây ạ. Cánh cửa đây em quay chi tiết cho mình. Nói chung là đời 2007 giữ này quá là ok rồi ạ. Bây giờ em sẽ quay luôn cả khoang động cơ máy móc cho các bác xem nhé. Quay thật sự chi tiết một vòng về Civic luôn, để các bác có thể xuống tiền mua xe cho nó tự tin chắc chắn là giữa bên mua và bên bán. Tình trạng chất lượng xe như thế nào thì em cũng đều báo rồi. Nên các bác ơi, có ưng ý thì cứ để lại số điện thoại em tư vấn nhé.
khi mà xem xe thì các bác sẽ xem xe đầu tiên về đời 2007, các bác sẽ quan tâm thật nhiều về máy số đây. Để em quay chi tiết máy số của Civic xem nó chất như thế nào để các bác có thể đến xem xe này. 2007 nhưng các bác nhìn này, bút chấm sơn nguyên bản này, máy này, có phải là quá là chất không ạ? Quay chi tiết nhá, một siêu phẩm này, Honda Civic 2007, số tự động đẹp, động cơ 1.8, 255 triệu. Em sẽ bao ship, bao hồ sơ nếu như bác nào thật sự yêu thích một chiếc xe đẳng cấp như thế này. Keo chỉ toàn bộ lắp cabo, các cái thông số này của xe vẫn còn nguyên nhá. Sticker này, đó, rất là chi tiết đúng không ạ? Em quay rất là chi tiết rồi. Bác nào còn có thắc mắc hay có cái gì muốn hỏi em hơn thì các bác cứ kết nối qua Zalo cho em. Còn giá thì em cũng công khai trực tiếp trên bài viết của em, trên livestream của em cũng như trên video của em rồi. Quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc kết nối Zalo 0354602790. Còn bác nào ở Hải Dương mà nhất cự ni nhìn tốc độ thì các bác ơi đến trực tiếp này. Mặt đường 62m, chân cầu Lộ Cương, em nằm ngay đằng sau cây xăng dầu 51 cực lớn đây, bên kia là bãi ô tô của em rồi. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.